Thưa quý vị, miền Bắc dự báo mùa đông năm nay sẽ rét hơn với những đợt không khí lạnh xuất hiện sớm. Tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng vào tháng 10. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh đầu tiên đã xuất hiện ngay trong tháng 9. Hà Nội đã ghi nhận số ngày mưa trong tháng 9 nhiều hơn ngày nắng, với 21 trên 28 ngày có mưa, có ngày ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong ngày đã xuống 22,7 độ C. Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay dự báo sẽ khắc nghiệt hơn. Đợt La Nina điển hình là đợt rét đậm, rét hại kéo dài lên tới 38 ngày vào tháng 1 và tháng 2 năm 2008, được xem là dài nhất trong lịch sử nước ta. Thời tiết trong tháng 10 sẽ có thêm 1 đến 2 đợt không khí lạnh nữa. Thủ đô Hà Nội sẽ có những ngày chỉ còn 20 độ C, vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ tháng 10 năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái, đồng thời mùa đông năm nay sẽ kéo dài và rét hơn trong bối cảnh thời tiết đang thay đổi rõ rệt. Thưa quý vị, theo dự báo, từ nay đến đêm 30 tháng 9, ở miền Bắc và Thanh Hóa mưa lớn, với tổng lượng mưa có nơi trên 200 mm. Để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, đề nghị 26 tỉnh thành ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng chiều tối ngày 29 đến ngày 30 tháng 9, ở miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nơi mưa to, rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra thì trong ngày 29 tháng 9, ở khu vực vùng núi và trung du miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ 1. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Bắc và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ và cảnh báo đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều chủ tàu du lịch ở Hạ Long, Quảng Ninh đang gặp khó về việc không thuê được đơn vị trục vớt những chiếc tàu du lịch này bị đắm trong đợt cơn bão số 3 đổ bộ. Tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, vẫn còn rất nhiều tàu du lịch bị đắm trong cơn bão số 3 vẫn chưa thể trục vớt. Tại đây, vào thời điểm thủy triều lên, nhiều chiếc tàu gần như bị chìm hoàn toàn. Thủy triều rút, tàu vẫn dầm mình trong nước mặn. Trên bờ, lều tạm được che bằng bạt, được dựng lên để các chủ tàu nhân viên ở lại trông coi ngày đêm. Các chủ tàu tại đây cho biết, muốn tìm thêm được nhiều đơn vị nhận trục vớt tàu chìm để nhanh chóng đưa đi sửa chữa. Theo một chủ tàu, đội tàu của ông thì có 4 chiếc bị đắm trong thời điểm bão số 3 đổ bộ. Tính cho đến nay là hơn 20 ngày, số tàu này vẫn chưa được trục vớt. Lý do chậm trễ là có rất ít đơn vị nhận trục vớt tàu chìm, tàu đắm. Hơn thế nữa, số tàu thiệt hại tại Hạ Long quá nhiều nên muốn trục vớt phải đợi xếp hàng tới lượt. Phí trục vớt mỗi tàu du lịch từ 50 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra còn phải bao chi phí ăn ở mỗi ngày cho thợ làm việc. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa lớn dẫn đến sạt lở toa ly dương km 52 tại địa phận dốc Nạm Tạng, xã Việt Vinh. Vào hồi 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 29 tháng 9, tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, do mưa lớn gây ra lũ quét đã cuốn trôi hai nhà dân. Trong đó bà Vân Thị Xưởng, sinh năm 1970, thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, hiện chưa được tìm thấy. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Việt Vinh đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm. Còn tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, xảy ra vụ sạt ta ly dương, vùi lấp nhà bếp hộ gia đình ông Mai Ngọc Thắng, thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, có cháu Mai Thị Trang, học sinh lớp 5 chưa thoát ra ngoài được. Hiện tại các lực lượng đang tiếp cận hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, xã Việt Vinh ghi nhận có một người tử vong và một người mất tích. Tuyến đường quốc lộ 2 tại km 51, đoạn qua xã Việt Vinh, nước lũ tràn qua đường với độ sâu khoảng 1 mét. Hiện tại đang gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, có một đoạn đường dài khoảng 300 mét bị đất đá vùi lấp. Ba chiếc xe máy bị đất đá cuốn trôi từ đường xuống ta luy âm. Giao thông bị chia cắt nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tại địa bàn rất khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến 12 giờ, hiện trường mưa lớn buộc công tác tìm kiếm cứu nạn phải tạm dừng. Các lực lượng rút ra ngoài để đảm bảo an toàn. Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn gây ảnh hưởng, thiệt hại đến 15 hộ gia đình tại xã Việt Vinh và xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong 2 tiếng từ 7 đến 9 giờ sáng hôm nay, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, mưa trên 155 mm. Trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục mưa, phổ biến với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ rất cao sạt lở lũ quét. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp,
nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đã sáng tạo để phát triển mô hình nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch sinh thái và giáo dục trải nghiệm cho học sinh. Và thực tế cho thấy đây là mô hình mang lại hiệu quả tích cực, vừa quảng bá, tạo đầu ra tại chỗ cho sản phẩm nông nghiệp, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Đây là một buổi trải nghiệm thực tế, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tại vườn nho Hạ Đen của Hợp tác xã Nông trại Hữu cơ Thái Bình. Những luống nho sai trĩu quả được chăm sóc cẩn thận thẳng hàng, mang đến những trải nghiệm vô cùng mới lạ cho các em học sinh. Buổi trải nghiệm hôm nay thì thật là tuyệt vời và ý nghĩa với các con. Việc tìm hiểu nông trại như thế này thì giúp các con biết được nguồn gốc của những nông sản sạch, an toàn trong những bữa ăn của các con. Chúng tôi rất là mong muốn có rất là nhiều những mô hình nông trại như là cây và những kể cả là những con vật để cho các con được tham quan trải nghiệm, được khám phá và về những cái thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế, được nghe giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc cây nho, được trực tiếp hái những quả nho chín và hiểu về giá trị dinh dưỡng của nho, các em học sinh vô cùng thích thú. Đây cũng là mô hình trồng nho đầu tiên trên địa bàn huyện Hưng Hà, gắn với du lịch trải nghiệm, cho hiệu quả cả về kinh tế, cũng như tạo ra môi trường học tập, trải nghiệm mới cho học sinh nơi đây. Con được đi tham quan vườn nho, quả nho rất là ngon và bổ dưỡng. Con lần sau con muốn đến đây. Hôm nay con được đi khám phá vườn nho ở trang trại ạ. Cô giáo đưa con đến vườn nho để chăm sóc nho, ăn quả nho lớn và quả nho chín để các con được ăn và bổ dưỡng ạ. Con rất là vui vì con chưa được đến đây bao giờ. Con muốn lên đây để khám phá vườn nho ạ. Với cái mong muốn là đem lại cái không gian tự nhiên cho các cháu để các cháu ươm mầm gần gũi với lại thiên nhiên thì mình cũng xây dựng cái trang trại này. Chủ yếu là phục vụ cho các cháu mầm non, những cái thế hệ trẻ được tham quan, được học hỏi, được khám phá, vui chơi ở trong cái môi trường tự nhiên. Hiện nay, mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái, kết hợp với du lịch trải nghiệm cho học sinh các cấp học cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Các trường học hiện nay đang có nhu cầu về đưa các em về học sinh về đây để trải nghiệm về cái cách trồng, chăm sóc cây ăn quả cũng như là du lịch sinh thái gắn liền với lại cái khí hậu trong lành, mát mẻ và đặc biệt nữa là giúp cho các em là cũng nhận biết được cái việc là cái khi mà trồng được ra một cái sản phẩm thì nó khó khăn, nó vất vả như nào. Đồng thời với đó là với những cái tour du lịch đó thì sẽ quảng bá về mảnh đất con người Hưng Hà, vùng địa đất địa nhân kiệt. Ngoài cái du lịch về sinh thái thì chúng tôi còn quan tâm rất lớn và đã có nghị quyết của huyện đó là du lịch tâm linh, gắn liền với du lịch tâm linh là du lịch sinh thái. Trong khi nhiều địa phương, nhiều hợp tác xã đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản, thì những mô hình như thế này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong thời gian tới.